Hello, xin chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Mình là Quốc Bảo đây. Ở video này là một cái video kỷ niệm là mình đã được 22k đăng ký YouTube. Thì mình sẽ tổ chức event từ đây cho đến khi mình đạt được 100.000 lượt đăng ký kênh YouTube thì mình sẽ ngừng cái giải đó. Thì còn 80.000, yên tâm, 80.000 này ít nhất cũng được mấy năm á, mình được thêm 80.000 nữa. Bạn chỉ cần bạn làm gì để nhận thưởng, bạn chỉ cần vào xem video của mình, bạn click một nút like, click nút đăng ký hoặc là nhấp cái chuông. Rồi bạn chỉ cần để lại số điện thoại của bạn, số điện thoại Momo nha. Hoặc là bạn gõ từ khóa là like giá tốt, hoặc là bạn gõ là mã thẻ số series. Thì mình có 3 cách để bạn nhận thưởng. Thứ nhất á, thì mình sẽ cộng cho mình có 2 giải. Cái giải thứ nhất là 2 giải 15k, tổng là 30k đó. Mỗi khi mình đăng một video mới lên á là mình sẽ tặng cho các bạn hai bạn, một bạn là 15k. Mỗi lần video lên đó, thì mình là sẽ tặng 30k đó. Thì trong tương lai thì nó sẽ lên nữa, có khi là 50k một video, mình ngẫu nhiên thôi. Có khi 50k một video. Bạn cần làm gì? Chưa, để mình nói cái giải thưởng nha. 15k đó, thứ nhất á là mình sẽ trả thưởng cho bạn qua trang like giá tốt này. Mình sẽ cộng cho bạn 15k vào đây để bạn mua follow nè, mua like bài viết nè. Like bài viết có 60 đồng thôi. Thấy chưa? Follow thì chỉ có 101 đồng, hiện tại có cái gói Facebook Corona nè. Một like nó chỉ có 40 đồng thôi. Follow thì chỉ có 55 đồng thôi. Chứ bạn 15k ở đây bạn mua được mấy trăm follow rồi, mấy trăm lượt theo dõi rồi đúng không? Có like fanpage nè. Đó, hình như là cộng vào đây. Thứ hai là mình sẽ gửi cái mã thẻ cho bạn là 10k. Hoặc là mình bắn trực tiếp vô tài khoản điện thoại của bạn là 15k luôn. Cái thứ ba là mình sẽ chuyển tiền cho qua Momo cho bạn. Thì mình để số điện thoại dưới đây. Thì có 3 cách nha. Thứ nhất, bạn gõ từ khóa like giá tốt, rồi nhập cái ID tài khoản bạn vô. Ví dụ đây, mình nhắc như là khi bạn đăng ký tài khoản ở trên mình rồi nè, đúng chưa? Thì bạn sẽ có một cái ID, nhắc như nạp tiền đi, bạn sẽ có một cái ID nè. Thấy chưa? Bạn chỉ cần gõ nó gọi là like giá tốt, xong bạn khoảng cách cái account bạn, cái user bạn đó, thì bạn gõ xuống đây để mình biết là bạn muốn nhận thưởng qua bên like giá tốt. Thứ hai là bạn để lại từ khóa là mã thẻ series, đó là cho những bạn nào muốn nhận thưởng thẻ cào. Thứ ba là để lại số Momo, đây là để mình biết là bạn muốn nhận thưởng qua Momo. Hãy nhớ nha, mình kiểm tra lại, bạn phải nhớ một like một đăng ký nha. Mình kiểm lại, nếu mà không làm như vậy thì mình sẽ không phát thưởng cho bạn được. Rồi làm sao để tính minh bạch, để ngẫu nhiên thì á, khi mỗi lần mình ra một video á, mình đủ dụ bên đây mình ra video này đi, thì video sau thì mình sẽ trở lại video này để mình nhận trả thưởng. Rồi mình trả thưởng như thế nào thì mình chỉ cần click vào cái link của mình thôi, mình để vào đây cho nó phát ngẫu nhiên. Bây giờ mình kiếm, ví dụ mình kiếm một cái video nào nhiều view ha, nhiều comment xuống đi nha. Cái video trồng cây kiếm tiền hero này, video này cũng được 73 comment. Mình copy nó, mình thả vào đây. Bạn không cần làm gì đâu, mình chỉ là hệ thống này là hệ thống ngẫu nhiên, bạn chỉ cần mình để link vào đây thôi. Đó. Thì nó sẽ tổng kết lại là 56 comment nè. Hiện tại là có 56 người. Thấy chưa? Bây giờ mình nhắc. Đó. Thì như vậy là nếu là bạn thì bạn sẽ nó sẽ hiện cái dòng cái số phần thưởng bạn ở đây. Thì mình sẽ chuyển cho từng bạn là bạn Hưng Hà là nó trúng giải nè, thấy chưa? Mình demo nha. Đó. Bạn Game Giải Trí này là trúng giải nè, thấy chưa? Rồi, quá là dễ luôn. Thì mình sẽ cam kết trả thưởng đầy đủ ở cuối video. Đấy, ở cuối video mình sẽ trả thưởng cho bạn luôn. Rồi, vậy là xong. Cái kênh mình đã được 22k. Mình đã làm cái điều cho các bạn là mình có thể cho bạn tiền. Đấy, bạn chỉ cần vào đây comment này nọ thôi. Bạn muốn nhận giải gì thì nhận giải đó. Ok, cảm ơn các bạn đã xem.